nhưng mà chúng ta không đi thẳng, mình sẽ quẹo trái. Ở ngay đây có một cái con hẻm, chứ không phải hẻm quán lẩu ốc Hoàng Thu nè, bên tay trái chúng ta nè. Này bán chôm chôm, chôm sơi. Tôi thấy chợ Hoa, hai bên rất là nhiều luôn. Phố này bán rất là nhiều ve chai, vừa ve chai, những xe bãi thu gom ve chai. Đây là con đường luôn chứ không phải con hẻm luôn cái gì. Đường Trần Bình Trọng nó dài. Đoạn ở đây thì nhà qua bên kia là đường Trần Bình Trọng, và bên tay trái chúng ta đó là khách sạn Equatorial, khách sạn 5 sao nổi tiếng ở quận 5 này, một trong những khách sạn lớn, trong đó có Equatorial. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 11 giờ rưỡi trưa, thì trời đang mưa lất phất. Lúc nãy thì mưa rất là lớn. Có lẽ Sài Gòn đang ảnh hưởng của một cơn bão nào đó, nhưng mà có thể là áp thấp nhiệt đới, tại vì sáng giờ là mưa liên tục, mưa rồi ngưng rồi mưa không có lớn, nên thành ra hôm nay bà con mình rất là khó khăn trong việc đi lại rồi buôn bán rồi mua sắm. Nên hôm nay Sài Gòn sẽ là một cái ngày rất là khó khăn. Nếu mà ai bán ngoài chợ là mưa gió này là coi như là bán buôn ế. Tại vì sáng người ta hay đi chợ sớm, thành ra nếu mà sáng mà mưa là người ta không đi chợ, để tới trưa thì chợ nghỉ, có chợ chỉ bán tới 12 giờ thôi, mà 11, 12 giờ hết mưa là coi như là thôi dẹp sớm luôn, đi về luôn. Ở đây là giao lộ, chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Tri Phương, phía trước là giao lộ Trần Quốc Toản và Nguyễn Tri Phương ngày xưa, và bên kia là đường Tô Hiến Thành đi đến cư xá Đồng Tiến. Rồi chúng ta quẹo phải đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản này nha. Nên đây ngày xưa không có cái cầu vượt, và hôm nay có cái cầu vượt bằng thép ngay ngôi chợ cá này. Ngôi chợ cá bên tay trái chúng ta bây giờ là cái siêu thị Cam đó, Satra Mart. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đến ngã 6 Dân Chủ, đường Yên Đỗ, Hiền Vương, và bên đây chúng ta đi trên đường Lý Thái Tổ, đường Hôi Bông Hoa ngày xưa đó. Đối với con đường này thì ngày hôm nay rất là đông đúc và tấp nập bởi cái bệnh viện. Bệnh viện đó là bệnh viện Nhi Đồng, Nhi Đồng 2. Nhi Đồng 1 là bệnh viện RAN ở khu Đồng Đất đó. Và hai bên đường thì có rất là nhiều người bán những cái loại sữa rồi thức ăn rồi phục vụ cho người đi thăm bệnh, nuôi bệnh đó. Nói chung là con cái ở bệnh là cái vất vả đối với mình làm cha làm mẹ. Khu này có cái quán phở, phở Tàu Bay rất là nổi tiếng, nhưng mà lâu rồi không có thưởng thức, thành ra không biết bây giờ như thế nào. Sài Gòn thường thì mưa nắng thất thường, có khi đang mưa này xíu nữa sẽ nắng, mà nắng xong rồi lại mưa. Hôm qua những cơn mưa thì chúng ta thấy gợi nhớ một cái hình ảnh gì đó về Sài Gòn ngày xưa, khi mà các anh chị các bạn còn ở Sài Gòn tắm mưa với những cơn mưa nặng hạt. Khi mà ở trong nhà mình nhìn ra ô cửa rồi mưa nhỏ nhỏ hạt, bóng bóng nổi, tiếng mưa lập bập mà như là tiếng ru chúng ta vào giấc ngủ vậy. Và hôm nay thì em dẫn các anh chị các bạn trải nghiệm cái cảm giác đi tắm mưa nha. Nữa là tiếp tục tắm mưa. Sáng hôm nay em có việc đi ở khu trục đường Nguyễn Tri Phương, rồi xong việc thì bỗng dưng lại thấy mưa nữa, thành ra thôi mưa thì dẫn các anh chị đi tắm mưa vậy. Ở trên trục đường Lý Thái Tổ này chúng ta có một cái con hẻm rất là thú vị, đó là con hẻm đặt tên là Phố Hoa đó. Nam dẫn các anh chị các bạn đi sẵn đây mình đi vô Phố Hoa luôn ha. Chúng ta đang ở cái vòng xoay Minh Mạng, Phan Thanh Giảng, rồi Lý Thái Tổ, Bê Trúc Ký. Ở đây bây giờ đang kẹt xe rất là đông, mưa mà còn kẹt xe nữa thì thôi, nắng kẹt xe cũng khổ mà mưa kẹt xe cũng khổ. Nói chung đi ngoài đường ở Sài Gòn bây giờ nắng mưa đều có cái nỗi khổ. Thôi thì nắng mưa là chuyện của trời, dẫn các anh chị đi chơi đó là chuyện của Vinh Lâm TV. Mưa hay nắng gì cũng được, không sao cả, em cũng quen rồi. Mưa thì chúng ta tắm mưa, nắng thì chúng ta đổi lấy những hình ảnh nó đẹp hơn. Rồi các anh chị các bạn thông cảm, như chỗ này hơi kẹt xe, mình leo lề thì nó thành ra nó không đúng. Này quay video thì phải đúng tuân thủ luật lệ, để thôi là những các bạn trẻ hay là những cái đứa trẻ hay là những con em bạn đồng nhỏ rồi coi thì thật ra kỳ lắm, nên các anh chị bạn chịu khó nha. Nếu mà dài quá thì đợi lâu quá sẽ ngắt bớt. Bây giờ chúng ta tiếp tục lăn bánh đến cái vườn xoay vườn Vinh. Nơi đây ngày xưa cũng là một cái có một cái cơ quan cũng rất là lớn của Đệ Nhị Cộng Hòa, khu vực Vườn Lài. Kẹt xe quá trời luôn, xe hơi, xe máy, xe tải, taxi quá trời, có cảnh sát nữa. Nhưng mà do là giờ cao điểm nên thành ra chúng ta phải chịu. Ở đây nếu mà mình quẹo phải sẽ đến đường Lê Hồng Phong, Bê Xíp Ký, còn bên tay trái một tí là tí nữa đó là đường Lý Thái Tổ. Nhưng mà chúng ta sẽ đi Lý Thái Tổ ha, đi Lý Thái Tổ để mình đi vô con Phố Hoa để xem chợ hoa, chợ mưa như thế nào, bà con buôn bán ra sao. Và ở trong ngôi chợ đó có một cái quán cũng rất là nổi tiếng, đó là lẩu bò cô Thảo. Không biết các anh chị các bạn đã biết đến quán lẩu bò cô Thảo chưa ha? Nếu mà chưa thì hôm nay chúng ta sẽ đi ngang đó mà mình sẽ xem thử như thế nào. Sài Gòn thì có rất là nhiều chợ, một phường có thể có 2-3 chợ, chợ lớn, chợ nhỏ, chợ cũ, chợ mới, rất là nhiều luôn. Mỗi chợ thì có cái đặc trưng riêng, nhưng mà nhìn chung thì các chợ đều bán như nhau, cũng có một cái khu ăn uống, khu bán hoa, rồi khu bán vải. Chúng ta đang ở giao lộ Hồ Thị Kỷ và Lý Thái Tổ. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải vô cái đường Hồ Thị Kỷ nha. Theo thẳng trục đường Hồ Thị Kỷ chúng ta sẽ đến cái đường Hùng Vương, và ở khu rất là nhiều bông hoa. Ở đây có cái trường học, trường mầm non, trường mầm non phường 1 và đi thẳng thì chúng ta sẽ ra đường Hùng Vương, nhưng mà chúng ta không đi thẳng, mình sẽ quẹo trái. Ở ngay đây có một cái con hẻm, chúng ta thấy hẻm quán lẩu ốc Hoàng Thu nè, bên tay trái chúng ta nè, và lẩu bò Hồ Thị Kỷ. Rồi mình sẽ đi vô cái hẻm này ha. Và trong đây bán rất là nhiều hoa. Cô Thảo nè, chúng ta vừa đi qua đó, lẩu bò cô Thảo nó cũng rất là nổi tiếng. Đi thẳng vô đây thì chợ Hoa. Này bán chôm chôm, chôm chôm với sơ ri. Chợ Hoa, hai bên rất là nhiều luôn. Mưa thì chúng ta thấy vắng khách bán hoa. Ở đây người ta phải che cái mái che để cho nó mát, hoa không bị héo. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đến đường Trần Bình Trọng luôn nè. Hoa nên trời mưa nó xình lầy vô, do những cái cây bông cây hoa người ta bỏ xuống trời mưa nó chầm nhẹp. Đây là hoa hướng dương, rất là đẹp, đậu hoa huệ, rồi hoa ly, hoa tulip, hoa cúc, hoa rất là nhiều luôn. Chúng ta vừa qua cái khúc chợ Hoa, rất là vắng trời mưa. Khúc này là đường Trần Bình Trọng rồi nè. Khúc này bán rất là nhiều ve chai, vựa ve chai, những xe tải thu gom ve chai. Ở đây là con đường luôn á, chứ không phải con hẻm thôi cái gì. Đường Trần Bình Trọng nó dài. Đoạn ở đây thì nhà cửa hơi lụp xụp, thấy nhà cửa hơi lụp xụp so với cái đoạn bên kia. Cũng là một con đường nhưng nó có tới mấy phân khúc lần. Một khúc thì nhà cao cửa rộng, một phút thì nhà lụp xụp cấp 4. Qua bên kia là đường Trần Bình Trọng và bên tay trái chúng ta đó là khách sạn Equatorial, khách sạn 5 sao nổi tiếng ở quận 5 này. Một trong những khách sạn lớn, trong đó có Equatorial. Và bên kia cũng là đường Trần Bình Trọng. Nơi đây là giao lộ đường Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Chúng ta sẽ đi một đoạn nữa rồi mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay với hình ảnh về Sài Gòn mưa, gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Có lẽ trời mưa thì âm thanh nó không được rõ cho lắm. Mình đợi vắng xe chúng ta qua đường nha. Ở đây xe nhiều quá, thì do cái đường Hùng Vương là đường một chiều nên thành ra lưu lượng xe cộ liên tục mà. Rồi ta tiếp tục. Đó đối với con đường Trần Bình Trọng này, ở cái đoạn này thì xe hơi làm xe hơi, và cái đoạn lúc nãy là thu gom ve chai. Chúng ta thấy cũng một cung đường mà có khúc này khúc kia. Bây giờ tan sở nên các nhân viên, các văn phòng đều đi ăn cơm hết. Chúng thấy bên tay trái thì có cái quán nhà hàng Con Cò, quán nhậu nổi tiếng, quán ăn nổi tiếng ở đường Trần Bình Trọng này. Và đi tới tí chúng ta thấy có cái trường thực nghiệm sư phạm. Và đối với con đường Trần Bình Trọng này thì hôm bữa mình cũng có đi một đoạn để các anh chị các bạn thể hình dung hết được cái cung đường này, và thông qua đó thì chúng ta cũng nhìn lại được những cái nhà xưa, những cái hẻm xưa. Em rất là vui vì điều đó. Video nãy giờ cũng đã dài rồi, chắc em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và chúng ta hãy cùng chia sẻ những cái kỷ niệm về Sài Gòn mưa để bà con mình xem chơi cho vui nha. Và nhân qua đây tôi cũng kính chúc các anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Để tiện việc theo dõi thì các anh chị các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký ngay ngày hôm nay, để ngày mai chúng ta lại có những cái video mới thì các anh chị sẽ thấy luôn, không cần phải tìm kiếm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ trời cũng hết mưa rồi. Rồi em gỡ mưa ra đây, lắc lắc thôi. Ở đây là số 187 Trần Bình Trọng.